Sáng nay, Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã khai mạc kỳ họp thứ 10 khóa 17, tiến hành bầu ông Trần Tiến Hưng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh, giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. Ông Trần Tiến Hưng sinh ngày 8 tháng 3 năm 1976 tại thị trấn Phúc Yên, huyện Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc, nguyên quán phường Thạch Quý, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. Từ tháng 2 năm 2014 đến tháng 2 năm 2016, ông Trần Tiến Hưng làm chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, khối các cơ quan trung ương. Từ tháng 2 năm 2016 đến khi được chỉ định làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh, ông Hưng là Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương.